đó họ dừng lại kiệt 35 Điện Biên Phủ. Đây là vừa đi qua dọc Nam Giao đó bà con, rẽ vào đây là kiệt 35 Điện Biên Phủ, một bên cạnh đường sắt. Bên tuyến đường sắt ngược lại sẽ đi vào phía sau của sân ga, ở đây thì cũng gần sát với sân ga đó, cách vài trăm mét qua khỏi đường Điện Biên Phủ là khu vực đó là thuộc phía sau của sân ga đấy. Dạ, yên vui xin chào tất cả bà con. Chiều nay tiếp tục lang thang thăm xứ Huế. Đây là một trong những cái ngõ kiệt các khu đường. Wow, đây còn mặt hàng còn hay lắm. Còn ngồi đây thì có thể ngắm view đường tàu. Thế thoảng có chiếc tàu ra Bắc vào Nam. Bên này là dốc Bình Ngư đấy mọi người. Đường này thì không đi thẳng được. Đi bên đường rẽ chẳng thì chỉ có đường Nam Giao đi qua từ Điện Biên Phủ qua Phan Bội Châu thôi. Còn đầu kia là ngõ cục. Đây cầu và chờ Bến Ngư. Về chiều nay cũng là hoàng hôn muộn. Hôm nay như vậy là kết thúc những cái ngày mưa giông mưa chiều rồi. Vì đợt nắng nóng tiếp theo cũng đã diễn ra. Hôm nay nhiệt độ cũng 35-36 độ C. Qua ngày mai ngày kia sẽ tăng hơn nữa, cao hơn nữa đó mọi người. Nắng nóng. Đây là một bên của chợ, bà con ngồi buôn bán hàng chiều, lúc nào cũng đông đúc. Mùa nắng mùa khô thì mùa cá tươi. Cá biển bắt đầu ngày ngày đều có cá để phục vụ tại các chợ này. Chà, xe đô thị người ta đang dọn dẹp đường đó, bà con ngồi lấn chiếm lòng lề đường quá đó, bỏ chạy nóng nó chưa kịp lườm luôn đó. Không có xe đô thị đi qua là bà con có thể ngồi lấn lấn ra ngoài đi bạn cùng bạn muốn thầy cùng tôi, nhưng mà thầy cùng thấy lấn chiếm. Yeah. Đó thì về đi mày đi mày ngồi sạc cũng lê đó, không có là ai ngồi ra ngoài đi để bán, ai mong bán cho được hàng hết hàng sớm cả, cuối cùng là cũng thành là lấn chiếm lê đường. Đây là ngã tư về phải là cầu Phú Cám. Cái trừ là chúng ta đang đi bên dòng sông Đào lời nóng, con sông An Cường. Lúc này thì ngoài 5 giờ chiều là bà con đang đi sau giờ làm việc lao động, cho nên là đường phố đông xe cộ đi lại.
có nhiều cái công phu của thời xưa đỉnh chư đó. Và như vậy là Huế cũng đã kết thúc tuần lễ festival rồi. Tối hôm nay là người ta làm lễ bế mạc. Thì hình như là những cái lễ hội chương trình cũng ít hơn những năm trước, và theo em thấy thì là lượng khách du lịch đến Huế mua festival cũng không nhiều, không đông như mọi năm. Và thấy lễ hội hình như cũng mềm giảm đi nhiều lắm đó. Đường phố thì thường năm mà có festival thì đi ra những cái nơi mà có lễ hội hay là trên các tuyến đường mà có nhiều khách sạn, nhà hàng thì đông lắm. Nhưng mà bây giờ thì hình như là thấy nó cũng vừa phải đó, bình thường đó. Khách cửa đến Huế cũng nhiều lắm trong mùa du lịch, đặc biệt là mùa festival năm 2024 này. Đêm vẫn đi qua các cái nơi có tổ chức lễ hội nhưng mà em thấy vẫn bình thường đó. Như vậy là du lịch càng ngày càng với khách đi. Hy vọng có thể là tháng 6 sau mùa thi cử của các em cấp 3 thì bắt đầu người ta đi chơi du lịch nhiều hơn đến Huế cũng như đến các nơi khác, đông đúc hơn để cho du lịch có thể phát triển bền vững. Bây giờ có khách cửa mới có kinh tế bà con, có người lui tới tương tác, lúc đó mới có kinh tế nó dồi dào. Mẹ đi mua rồi mẹ ơi, mẹ đi mua đó, mẹ đi lượm lón à, lượm vé trái à, tôi là mẹ vô đừng đấy cả xe. Rồi mẹ đi lượm lón đây này, đi qua đường mà hỏi như mẹ lần rồi nghe mẹ, mẹ không nghe à, mẹ nghe à, điếc hả? Dạ, chà mẹ đi lượm lón, rồi con, có, dạ, tầm 8 tuổi mẹ lượm lón à, đó, lượm mấy cái lón đó hả? Tầm 8 tuổi lang thang đi lượm lón không biết nhà cửa đó rắn này. Hỏi mẹ nghe này, con tặng mẹ 200.000 của anh Kiên. Dạ, anh Kiên ở, dạ, ở Mỹ đó. Tặng mẹ, ôi trời, tặng con mẹ mới cười. 88 tuổi hả? À, dạ, con thay mặt anh Kiên chúc cho mẹ khỏe nha. Dạ, tôi xù hả? À, con đi lượm lón đó hả? Tôi xù, dạ. Mẹ đi cẩn thận nha, dạ mẹ đi cẩn thận. Ồ dạ mẹ đi 4 ngày nữa hả? Trời ơi lãng thang đi lượm mẹ cẩn lón. Dạ. Chúc mẹ sức khỏe, dạ dạ. Ôi cha 88 tuổi, dạ chào mẹ. Mẹ nghe. Em gửi tặng mẹ món quà của anh Kiên. Làm niềm vui cho mẹ. Đi lượm lón trên đường đó, cầm một bi lón phía bên cái nó á. Chắc là cũng lớn tuổi mà cũng có phần lần lần rồi, đôi khi cũng muốn đi kiếm thêm tiền á. Hy vọng mẹ cũng minh bằng đi đường đi đô cùng đi lại cùng an toàn. Mẹ nghe nè, cho nên hỏi được cái thông tin của mẹ nhiều nữa. Rồi dạ, đây cuối con đường Phan Đình Phùng là khu vực chờ và cầu Án Cừu. Chờ ở đây, về nơi đây mới thấy cái con những cái hoang này. Mấy người mê uống rượu, mấy ôm ngồi uống rượu
gục lên gục xuống mà cũng được. Kết thúc đơn phán cho tin, em đi thẳng thì sẽ một bên của chợ An Cừu là đường Đặng Văn Ngự. Bên chợ Phú Trà Chiêu về là có những cái cửa hàng chào gà chào vịt, gà vịt rừng đầy rộ luôn. Hai bánh mì siêu thị con một ổ 10.000. Chiều bên dòng sông có nơi và có ngồi câu cá thương ngoan. Huế rất nhiều dòng sông bao quanh, là một cái điểm mạnh để cho vơi đi những cái nắng khắc nghiệt của miền Trung. Rồi điều tiết nước dùng cho bà con trong tỉnh thành phố luôn luôn là có nguồn nước sạch từ dòng sông Hương để dùng mỗi ngày đó. Và bên cạnh là dòng sông An Cừu, một trong những dòng sông chạy ra từ sông Hương lớn về vùng quê. Chúng ta vừa đi qua ngã ba có cái cầu Phật Lắc, năm xưa nhỏ bé, bây giờ đường và cầu đã được mở rộng, đi thẳng về đường bên khu vực trung tâm thương mại siêu thị Mon Nhật Bản bây giờ đó. Đó, về khu vực An Đông bây giờ phát triển lắm bà con. Đây là dọc theo cái con hỏi này đi thẳng về phía bên dòng sông Như Ý. Đó. Đây con kênh, con rạch, con hỏi thông ra cả sông. Giờ những hình ảnh Huế chiều nay hy vọng bà con còn biết thêm Huế có miếng vui. Em vừa kết thúc đường Đặng Văn Ngự đó, từ sau chợ An Cừu. Đây là đường Trường Chinh. Và đi xem tại hay ý nhiều thì mọi người không quên nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ em vui nha, và chia sẻ video. Và em sẽ còn tiếp tục gửi đến bà con những hình ảnh về Huế trong những tập tiếp theo. Và cũng không quên là cảm ơn quý anh chị nhà hảo tâm có những phần quà chuyển đến bà con khổ khó xứ Huế. Dạ, em xin kính chúc tất cả quý anh chị, cô chú, quý khán thính giả luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại bà con.